Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hugo, xin chào chào anh em. Tôi Bất Tiến, chào anh em. Tôi Hữu Bảy, chào anh em. Tôi Cương Sấu, chào anh em. Tôi Đức Trà, chào anh em. Tôi Đại Ngơ, chào anh em. Ok con ạ. Mấy thì lâu rồi mình không làm gọi là thử thách cho mấy thằng này thì hôm nay mình lại quay trở lại với cả thử thách ai ngừng ăn cuối cùng các bạn ạ. Thì ở đây mình có chuẩn bị gọi là một mâm xúc xích này các bạn ạ. Hôm nay thì sẽ làm gọi là ai ngừng ăn cuối cùng xúc xích ấy thì sẽ nhận được tiền thưởng là 2 triệu. Số này 2 triệu ấy, nhỉ? Mỗi lần 10 triệu nay toàn 10 triệu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà 10 triệu rất là nhiều bạn bảo là không tin nên thôi anh không để cho bọn mày 10 triệu nữa, để cho bọn mày 2 triệu thôi cho mọi người tin. Ok chưa? Tất cả tại các bạn bảo thế làm giờ anh ấy giúp gọn tiền xuống làm chết hết đường sống mình này. Chờ. Chú ăn hết cửa kiếm ăn. Gần như là không có khí thế đâu nhỉ. Còn 1 triệu thôi. Không có khí thế à? Nói chung là cái luật chơi của ngày hôm nay ấy, thì mình đã chuẩn bị gọi là một mâm xúc xích này. Rồi anh em sẽ bốc thăm để ăn xúc xích. Xem anh em nào mà ngừng ăn cuối cùng thì sẽ nhận được 2 triệu nha các bạn nha. Đó, bạn nào mà xem được clip này của anh em mình mà thấy hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em nha. Cái bốc thăm của anh em mình ấy, thì ở đây mình đã vẽ ra là xúc xích sẽ phải chấm với cả những loại nước chấm. Ở đây gồm có gọi là sam giang này, đây là sam giang này các bạn này, còn đây là tương ớt này, tương ớt một viên là sa tế, một viên là mù tạt, nó thì 4 viên này thì sẽ chia cho gọi là 5 anh em, à chắc là mình sẽ phải kiếm thêm một viên nữa, đặt là một viên gọi là mắm tôm, được được, thế thì sẽ cho gọi là một viên gọi là một viên mắm tôm làm sao để cho đủ 5 anh em nha các bạn nhá. Tức là sẽ có 5 cái gia vị để chấm xúc xích. Thì xúc xích này thì vẫn chưa chín. Thì bây giờ anh mình sẽ phải đem cái mâm xúc xích này đi chiên. Xong rồi anh mình sẽ chơi nha. Như Tiến vừa nói vừa nãy thì là thiếu mất cái phần mắm tôm. Không thôi, anh sẽ không thôi mà sẽ cho thêm mắm tôm vào để anh em gọi là trải nghiệm. Thì ngay bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm một viên đá này để viết gọi là mắm tôm vào con ạ. Còn mấy anh em sẽ đi để chiên cái xúc xích này lên. Ok chưa? Xúc xích thì ở đây là anh em mình đã chiên xong rồi các bạn ạ. Đó, còn đây là những cái gia vị chấm hôm nay này, mắm tôm này, xì dầu mù tạt này, sam giang này, rồi tương ớt này, sa tế này, chanh này đấy anh em mình vắt vào mắm tôm. Thì bây giờ Cúc sẽ chia bát ra để đổ gia vị đi. Sa tế này các bạn này. Xì dầu sam giang của ta. Sa tế của này ăn hơi cay đấy nhỉ. Đẫm người luôn đấy. Ui giời, chúc quá. Em, tạt mì ngon ghê. Đổ đi em. Thối thật. Anh còn thiết kế cho ít chanh vắt vào chấm mắm tôm, xúc xích chấm mắm tôm thì nó thuộc dạng cực kỳ ngon rồi. Về tên. Ui giời, cái này như cà phê đen. Phúc hiểu luật chưa? Đưa cái cuối đây anh bảo. Em sẽ cho anh em bốc thăm trong 5 cái này, em dư từng cái lên để cho mọi người xem nào. Đây, hiện tại là có những cái quả như là để em cất tặng. Cái quả này là quả mắm tôm này. Rồi. Rồi là đến là sa tế. Rồi. Sa tế rồi đến mù tạt. Rồi. Mù tạt rồi bắt đầu là có sam giang. Sam giang. Sam giang cuối cùng đó là tương ớt. Ok. Mỗi lần em thả xuống cái cối ấy là bắt đầu một vòng mới, em thả đi thử đi. Đấy, nó kêu ấy là một vòng mới, hiểu không? Không gian lận. Đúng rồi. Ok chưa? Gia vị xong hết chưa? Ê, mình khắm này. Vừa tôi không có bánh. Đó, Phúc sẽ chủ động thiết kế cho anh em nhá. Anh thấy mùi mắm tôm khá là thơm mà sao cứ bọc khắm nhỉ? Đâu tiền đâu? Tiền thì em cầm em đút túi chứ, 2 triệu nha các bạn nha. Nào, anh em đâu, sẵn sàng chưa? Anh đến giờ anh đánh bọt mắm tôm. Đây, tí thì mù tiền. Sẵn sàng em biết rồi. Nào, mày chia đĩa ra cho 5 anh em đi. Đĩa này bình thường thì phải dùng cho những... Những gì? Đâu anh. Anh chưa tặng ăn bia. Chúng ta đi à? À, chúng ta à? Anh bảo đi bán chân này.
À, Tiến. Sao đi nhỉ? Em sẽ chơi bắt đầu từ vòng Tiến luôn anh nhá. Ok, em tùy em trọng tài mà. Không không được nhìn vào nhá. À, bốc xong sẽ cầm luôn cái đó ở đấy. Ăn xong thì sẽ được trả lại viên bi đó. Gì nào? Ủa sạt đến. Ôi. Sao lại hắm về? Ô cầm luôn trên tay em. Trọng tài sẽ là người chấm luôn cho Tiến. Ôi xui ơi. Lên. Rồi tiếp vòng đi em. Trả anh viên. Trả rồi. Không trả. Trả. Ăn xong thì mới trả. Một cái thôi nhá. Xong nó trộm một tặng. Quay rồi vào công để cho họ xem đi. Thôi, bắt mắm tôm là mình đánh bọt đấy. Mắm tôm được các bạn ạ. Mắm tôm mình ghi rồi. Thả thôi. Thả giúp chim nốt đúng rồi, đúng rồi. Cặp kia mà cặp đâu nào rồi. Đến vậy cậu. Tạt sân đây ui sao lại ngấm mắm tôm sầm ra mắm tôm ui ôi sao đỏ ngon này còn tương ớt với cả mù tạt thôi à đây là tương này không có anh đại thì tương nhạt ra thế còn muốn mình gì đây có đại đúng rồi đúng bác lúc đầu chỉ cứ sở thích ô anh ấy cũng vậy hôm sau lại đi ngược lại tương ớt của mình. Rồi, dính xanh đi. Ôi. Còn quả đại là... Có được nước không ạ? Có được em. Có được. Gặp bạn, cho đại ngon đi. Cái này nó ngon đấy. Wow. Được rồi, nào bây giờ sẽ... Bởi vì Tiến bốc đầu, sẽ Tiến sẽ thưởng thức đầu tiên nào. Ây sao, bốn cái nào màu đẹp của trèo giống như cỡ ngấm bùn này. Đây là của Tiến là sa tế à? Sa tế nhỉ? Của Tiến sa tế này con này. Của trèo gọi là mắm tôm. Xúc xích của Mạnh Sam Giang. Của Cương xì dầu mù tạt và của Đại là tương ớt. Đó, bây giờ Tiến sẽ thử đầu tiên. Thì một thối quá, bốn ra em này. Quá. ngon. Thơm. Tế kiểu xúc xích cũng nóng, các cây cũng nóng chứ. Thì là ngon. Đây này nóng ngọng đây à. Rồi, Tiến đã hết. Mày... Tôi trả nào. Mạnh như kiểu ấy kìa. Phát đây mà vẫn đâu một gì. Bắt đầu đôi gì. Hết đi một gì. Ăn miếng nước cà phê. Mình chưa được thưởng thức cái món siêu đỉnh này. Đó chính là xúc xích trong mắm tôm bao giờ con ạ. Mùi hăng quá. Mạnh nhau. Mời bạn nhá. Cay không? Ngon. Rồi. Cương chắc đơn giản. Rồi nhá, mình đơn giản mà mình món sở trường. Anh ơi, mình nhổ ra là không được rồi. Nhổ ra là thua luôn nhá. Nhổ ra phát loại luôn đấy. Sống ngọc quá. Đại này chắc đơn giản rồi. Em thì đơn giản rồi. Với mọi người. Rồi, là tiếp tục. Bây giờ sẽ đến vòng thứ hai này. Lần thứ hai này em sẽ thử ngược lại em đi từng vòng đại. Đúng rồi. Đại sẽ đầu tiên, hôn dạy tại tay, mời em. Tay của em là... Ít mắt vào. Tay vào cái vòng tay cuối rồi. Tập tí. À, mắm tôm vậy. Mắm tôm. Tương ớt thôi rồi. Đại lại tương ớt rồi. Thôi rồi, cứ để đại tương ớt đi. Cứ luôn nhá. Hay quá. Thế mắt. Thế.
sa tế. Cường sa tế nha các bạn nha. Thế là mắm tôm vậy luôn. Tôi chết rồi. Mình chết rồi. Hai anh em cũng hỏi. Chưa dính mắm tôm. Mắm tôm là của Tiến. Thế là chiều là sa tế đúng không? Sa tế. À chiều sa tế rồi. Anh em cầm nguyên bi ở tay để trọng tài chấm cho từng anh em nào. Đọc lên để trọng tài chấm nhá. Anh cầm bi chung gặp anh ạ. Ăn nhiều mặn. Gặp mà. Cái gì đây? Cương cái gì đây? Đọc anh này. Ui bạn ấy nhiều hụt ớt thế. Đây là ăn cái này nè. Biết người luôn. Mạnh là cái gì? Mạnh mù tạt. Mù tạt em ơi. Mù tạt. Ui dồi. Đúng rồi, cái xích xanh này anh ạ. Sầm răng kìa. Cầm diễn bi không ra tay chối thì chưa cần cầm. Sầm răng đây. Ui dồi. Ui anh ạ. Anh gì rồi. Mày còn trộm được mắm tôm nữa. Sao của Tiến. Tiến là... Đây là mắm tôm trộm sa tế. Tiến mắm tôm này con này. Ngọc anh kìa. Ui dồi. Đúng rồi. Kìa tinh bọt. Nào, rồi, bây giờ làm anh em thưởng thức nào. Đâu chả lại đi nhá. Cầm tay. Ngon. Xăm ra ngon này. Ăn ngon nhỉ. Tiến nào. Mắm tôm cũng ngon đâu. Cảm ơn mù tạt đây. Mắm mù tạt. Ui. Sao thế Cương? Cương của đại đi ra ngon nhất dễ giờ kìa. Nào. Đi đây, nhanh nhỏ lên nào em. Uống đánh chuẩn. Sắp đang ăn được. Vị vị xúc xích chấm mắm tôm anh đang muốn được ăn lắm này Tiến ơi. Lắm đấy nhỉ. Nào, tiếp nào. Theo thể là xanh chín thì bây giờ em sẽ đến tiếp tục từ vòng mạnh đi. Tùy em thôi. Đấy, tôi hứa rồi. Ui. Nhắm mắt nha, nhắm mắt này nha. Mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm vừa lấy. Bỏ ra. Là cái gì? Sầm răng. Sầm răng ạ. Mắm tôm ơi. Giả rồi. Sa tế. À lên cơ này. Mắm tôm rồi. Thôi dạy. Đây là mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm. À, rồi, trọng tài chấm nào. Đây là lượt thứ mấy rồi Phúc nhỉ? Lượt thứ 3 đúng không? Anh em yên tâm, ở đây không hết được xúc xích đâu, trong kia anh còn mua thủ mấy gói nữa cơ. Mù tạt thì không mùi mắm tôm. Chớ ra là kết thúc luôn nhá. Chớ ra thua luôn. Chớ ra thẻ đỏ. Cho loại khỏi sân luôn. Còn Tiến thì như là lần này lại là sa tế à? Mắm tôm chưa hết. Tiến thì như là thích ăn sa tế sống thế nào ấy. Bắt em luôn thì là mắm tôm đấy chứ nị. Rồi. Xong chưa? Tiếp tục. Nhanh lên đó. Ơ. Ăn nhanh lên. Không chờ, không chờ, không chờ. Rồi. Lần này sau một thời gian ăn 3 cái thì mình thấy anh em ăn khá là chậm nên là lần này ăn một phát bút hết vào mồm luôn nhá. Anh em nào mà có phụt ra thì thua luôn. Ok con ạ. Nào tiếp tục vòng tiếp theo. Em lại đến từ Tiến đi. Ô, nó xâm răng á. Đóng ra đi.
sa tế. Sa tế. Làm ra sa tế. Thương hết, thương hết, thương hết. Phải thôi, cái gì? Tôm, lại mắm tôm. Tôm một tối. Nào, mắm tôm. Ô. Đây là... Nó gì hả? Mắm tôm hết. Con này. Đây là bốc gì vậy? Tay. Ừ. Anh em cầm bi ở tay này còn cho Phúc nhìn thấy. Tôi chả thích Sam Giang hay sao? Mấy cái toàn Sam Giang rồi. Ăn xúc xích chấm Sam Giang thế nào? Cay. Sức luôn. Chưa có water water. Water ấy. Okay. Nào, rồi. Một phát hết luôn nhá. Lượt thứ 4. Có nước á, nước có tại. Sắt đại. Loại loại. Ra phát là loại luôn. Ok, đại bị loại rồi nhá các bạn nhá. Vậy là bốn anh em đã mất đi một đối thủ rồi, còn ba người nữa các bạn ạ. Đại là ăn hai phát mắm tôm đã phải gọi là bi tiêu phun rồi. Chả bi đâu. Tiến sau đi em. Tiến đây. Tiến đây. Tiến. À, không thể đỏ không? Không. Tiến gọi là vẫn tiếp tục được các bạn ạ. Nào. Nào bây giờ chỉ còn 4 anh em thôi. Đấy, thế mà cứ bảo là không có người cuối cùng. Đây các bạn này. Bông lên. À, bây giờ anh muốn tăng độ khó em ơi. Em nhấc cái tương ớt ra. Đấy, em đang nhấc cái tương ớt ra. Bỏ tương ớt đi. Rồi, còn bốn anh em, Tiến đứng vào chỗ cương kia một tí đi. Nhìn rồi, nhìn rồi, nhìn rồi, nhìn rồi. Lại, lại, lại. Đây, lại, không nhìn. Mắt thì một bên trộn. Bụt tạc. Bụt tạc. Bụt tạc. Cái nào là thế nhỉ, người? Chết rồi. Mạnh cái gì? Nói lên cho mọi người biết nha. Mắm tôm. Chặt tế. Anh là con gì để bóc nó cho anh? Mắm tôm. Mắm tôm. Ôi, mắm tôm dễ phun lắm mẹ. Chấm em. Trọng tài chấm thì anh em đọc lên để trọng tài chấm nhá. Một cương là... Chú ta. Một bạn. Sam Giang. Ôi giời ơi. Sao nó lại vào mắm tôm nữa nhỉ? Tiến toàn ăn vào sa tế sống với mắm tôm. Mắm tôm thì tạt gì. Mà cái đĩa là chọc cắm hết rồi. Còn đó, còn đó, còn đó. Rồi, đây là vòng thứ mấy rồi? Năm rồi. Anh cứ thái mình cho tao ngâm, ngâm cái kia thì... Ba chuẩn bị chưa? Ăn đi. Ngon đấy. Đừng để ra ngoài cơ ơi. Một thằng. Một thằng một thằng đứng ngoài đang cổ vũ này. Rồi. Tiến. Mắm tôm này ăn thịt chó ngon này anh ơi. Cắn nửa cái, cắn cả cái có nhà. Một cái. Hay quá.
vẫn không bỏ cuộc. Ăn được, nuốt không trôi thôi. Rồi, tiếp tục. Giờ này lại tiếp bắt đầu từ tiếng này. Vậy, làm hết bác này bọc tô với em hả? Cái gì cũng thế thôi. Bỏ tứ hết rồi, đừng mong mong trà nữa. Bọc tô cũng chưa. Chào thế. Chào thế. Chào. Bốc lúa này em bốc luôn được. Mù tạt. Tham gia rồi. Tham gia rồi. Cứ tươi rồi. Chào. Đưa ơi bình kiểm tạ. Ở đây. Nó cũng không cần thiết phải ngập. Chịt. Bình kiểm tạ. Bình kiểm tạ. Bình kiểm tạ. Bình kiểm tạ. Anh ăn lỡ lắm này. Ủa tiếng ơi. Biết này có tập cấm rồi. À, của nó chè. Em à. Đúng, vẫn chưa được ăn một phút. Sao thế? Nhưng mà có tiền trong mồm vẫn chưa chút hết. Ai gì như anh vứt lên hỏng nhỉ? Vứt gần. Người bọt. Làm gì cứ ăn phát nào thì ăn bao bốn phát. Ừ. Cường ăn một phút. Cường xăm răng rồi. Còn đấy. Đang bỏ áo luôn. Đang với cái cây ăn thằng tạc. Còn... Tiến ơi, thôi. Chồng ngủ chưa. Anh ấy mất đâu. Tiến lại tiếp tục mắm tôm này các bạn này. Tại cái đĩa tàn cái mắm tôm rồi. Trong mồm vẫn chưa nhai hết. Hay là chấm gì. Khác thì ăn canh măng rồi. Cực xấu sao đây? Bóng mồm, nó bóng mồm. À, ok, cho ngồi không để ngồi chờ lâu, làm phòng giữa luôn, phòng giữa. Bắt đầu từ cương. Ui, mù tạc. Mù tạc. Mù tạc. Mù tạc thế. Bập tôm luôn gần bốc hết rồi. Đồ chả bốc khéo không tiến lại vào bấm tôm. Không biết là có cài tiền đâu nhưng mà thôi anh vẫn phải chúc mừng em. Vẫn là bằng công. Anh có thể đổ ra mà em. Đi ra khỏi cổng chơi mà. Lao em chấp. Thủ thương là vô tạc. Ui ơi. Thủ mạnh. Sao tế hả tế? Ồ, sao tế. Ta cày ăn là lại ăn được nó lợ hơn rồi. Của thêm mà xong ra. Tiến là ông tu ngủ, à tiến ông tu mắm tôm rồi. Anh nhà bạn biết từ lúc nào vẫn đang ngậm trong mồm nhai trầu các bạn ạ. Úi. Ôi thôi. Nào anh em. À. Tiến nhớ đời. Trong gian mình nhớ đời rồi. Nhớ đời à. Ôi giời. Ôi. Lên. Cứ thế nó chưa hết mình cũng cơ. À, vậy là một
một thằng nữa đã bỏ cuộc rồi con ạ. Không sao. Rồi Tiến đã ra rồi con ạ. Tiến phải bỏ lại một chiếc xúc xích chấm mắm tôm này. Bây giờ còn ba thanh niên thì sẽ nhanh hơn. Anh nghĩ là bây giờ sẽ mà không bỏ gì hết. Nào nhanh đi. Tiến đã trả lại anh cái mắm tôm đi. Vậy là còn ba thằng là Cương mới mạnh với đôn chè nữa con ạ. Cho đôn chè đi trước. Đến mức mắm tôm cũng chẳng phải bí luôn. Ôi, một tạt. Ôi, quay là thí, quay là thí sinh. Vậy là hai thanh niên đã đi rồi, bây giờ còn lại là mạnh với cả đôn chè nữa con ạ. Nào, bây giờ còn càng ít thì bốc càng nhanh, ăn càng nhanh thì sẽ tìm được đối thủ loại ra nhanh hơn thôi. Ok, nhanh kinh nhậu nhá. Đốt chai bốc gì chưa? Đó, bốc rồi. Một tặng. Cho em ra cửa mạnh. Đốt chai em một tặng. Còn hai thí sinh rồi. Còn hai thí sinh rồi. Wow. Cương sao đấy em? Em ngày hôm nay em không tiêu gì tiền. Không có tiêu gì tiền nhá. Vào, anh nhỏ vào. Này, thì gì cũng là lặng ký. Em ăn mà tôm nhiều không? Có nước không? Nước. Anh em mà không có nhỏ mà tôm. Thải đến đêm mà tôm. Còn hai đối thủ đang cầm nữa các bạn ạ. Hay là bây giờ thế này nhá, để anh có ý kiến như này. Bây giờ còn 4 viên đúng không? 4 viên bi thì bây giờ sẽ chơi mix vị đi. Mix vị đi, được không? Được, nào, ok. Với cái là phải bốc 2 viên đấy đúng không? Đúng rồi, để xem vị gì với vị gì chấm 2 bát trong đầu để ra đĩa. Nào. Bốc 2 viên nha, hai anh em nhá. Hai đối thủ đáng gầm luôn. Mạnh đi trước đi em. Đúng 2 luôn. Đúng 2 viên luôn. Cảm ơn hai cái. Đấy, anh từ đây anh đã dùng sẵn răng. Mù tạt cũng sẵn răng. Thôi, mắm tôm mới làm gì đó. Đồ chè mắm tôm mới cái gì đó. Sả tế à? Đây là môn gọi là mix vị đấy gọi này. Sả tế. Mù tạt và sẵn răng. Còn gì để bắt đầu. Sẵn răng. Đầu này em sẽ chấm mù tạt. Wow. Nói. Khá ok đấy. Quá ngon à. Đồ chè. Đồ chè là gì? Sa tế mắm. Sa tế mắm tôm. Sa tế. Trọng phải hỏi không trả lời. Anh tâm đấy. Nào, còn hai đối thủ đang gầm nào. Anh mắm tôm này kinh quá. Tạo mù. Đồ chơi không chơi váy nhá. Ngon à? Ngon. Rồi, tiếp nào. Luôn. Đồ chơi. Ôi hai thằng lại mua đi. Mù tạt sắt tế. Mù tạt sắt tế. Anh mắm tôm rồi. Mắm tôm sắt tế mà. Đâu? Mù tạt sam giang. Mù tạt sam giang. Thế là của đôn chè sẽ là mù tạt sam giang, của mạnh là mắm tôm sắt tế đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Mù tạt. Mù tạt. Nhắm. Sam giang. Sam giang. Mưa này còn một này đói à? Đói rồi như. Đói mít vị đây. Mắm tôm. Đây là hai đối thủ đáng gờm này gọi này. Mắm tôm. Sắt tế. Sắt tế à? Mắm tôm à? Ui giời. Ui giời. Tài bắn rồi. Giờ ăn là chiến thuật. Ê, mới khó này. Lên nào. Thẳng lắm. Thủi luôn ạ. Đấy, tay này cầm tan mắm tôm cái lâu lâu áo. Thử đấy.
nhưng vị nước hoa mà nước hoa phát này vậy hơi khô trẻ. Ui à, thế không để được thì trời đâu đưa trẻ bốc tiếp. À, tất cả đứng vào đi. Vậy là hôm nay người chiến thắng đã là đô trà rồi con ạ. Đô trà rất là khí thế, vẫn còn muốn ăn được nữa nhưng mà hình như là không có đối thủ nào cả. Rất là tự tin và đẹp trai. Anh em hôm nay ăn bữa xúc xích chấm tất cả loại mọi thứ thế nào? Khó lắm anh ạ. Em gì tự ớt vì sao mắm tôm bắt đứt. Anh thấy Tiến này ăn tốt này, ăn toàn xúc xích chấm mắm tôm này. Có hai thứ em chưa được ăn săn răng vì tự ớt. Còn đâu tấn mắm tôm với cả sao thế. Rồi nói chung quy lại thì hôm nay đã có người chiến thắng rồi. Trọng tài trao thưởng cho đôn trái đi. Em cứ gì ăn được chứ mắm tôm ra không nó vẫn ăn được. Mắm tôm ghê quá. Ê. Và thưởng hôm nay sẽ dành cho người chiến thắng. Em gì nhá. Giải vàng không được cái đồng nào. Nói chung là hôm nay là một cuộc thi gọi là ai mà ngừng ăn xúc xích chấm đồ các loại gia vị chấm cuối cùng sẽ nhận được tiền thưởng ấy. Thì Đôn Trà đã nhận được 2 triệu rồi con ạ. Nếu mà series này mà mình làm series này mà mọi người ủng hộ ấy thì lần sau mình sẽ cho thêm anh em ăn thêm nhiều thứ khác. Và bạn nào có ý tưởng gì mà để mọi người gọi là muốn để anh em ngừng ăn ấy thì mọi người có thể comment ở bên dưới để anh em mình thực hiện theo nha các bạn nha. Còn mày thì tìm ra người thắng cuộc rồi thì mình xin phép là mình dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì hãy cho anh mình một xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.